Cái cực ý tưởng bất thường gaming đây, xin chào các bạn. Rồi, nói chung là mình cũng không biết là vào Yandere Simulator để làm cái gì luôn. Hiện tại là lần trước mình đã làm xong cái phiên bản mới. Lúc đó là còn nói chung là ra ý phiên bản mới thì mình mới có cái để làm thôi. Còn nếu không là mình không có gì để làm cả. Thì lúc đó mình tự nhiên trong đầu mình nảy ra một cái ý tưởng rất là tuyệt vời các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách một lần. Tức là sao? Thử thách một lần này thì mình sẽ bày ra một số trò để làm thử. Và mình chỉ được làm trong một lần thôi. Nếu mà thất bại là qua trò khác luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào luôn nha. Ok, đầu tiên sẽ là ABC Mission nha các bạn. Nói chung là cái mod này thì chúng ta sẽ phải tiêu diệt học sinh theo thứ tự. Và mình không thể nào mà để mất một phút giây nào cả. Rất là quan trọng các bạn ơi. Mặc dù là thời gian thì nó sẽ không bị gọi là đếm ngược đâu, thời gian chúng ta là vô hạn luôn, nhưng mà nói chung là các nhân vật ở trong đây nó đi theo một cái trình tự, cho nên mình phải nhanh lên mới được các bạn. Đầu tiên là mình sẽ tham gia vào trong câu lạc bộ thể thao. Nhanh lên, tham gia vào câu lạc bộ thể thao xong á, chúng ta sẽ có thể lấy được vũ khí. Cầm, tha hồ cầm cái này ở trong trường mà không bị gì cả. Đấy. Rồi bây giờ thì đứa đầu tiên của chúng ta sẽ là Aiza Ashi Tomi. Nó là trong câu lạc bộ này đây. Rồi. Nói chung là mình sẽ phải làm như thế nào đó để gọi là đuổi cái con này đi ra ngoài, sau đó mới tấn công được. Nếu không là bị ai đó nhìn thấy cái là mission fail liền luôn các bạn ơi. Thằng kia đi theo kìa. Sao thằng này nó còn chạy theo nữa là sao? Chán ghê. Rồi. Thằng kia biến xí. Nó cứ chạy chỗ này qua sao làm ăn được. Trời ơi. Thôi kệ, không sao cả các bạn. Dù sao thì con này cũng đã chạy đến đây rồi. Mình nghĩ là được. Ơi khoan. Giờ phải làm sao với cái thằng kia các bạn. Rất là bực. Khó quá các bạn ơi. Mới vào như là đã thấy khó rồi đúng không? Các bạn đã thấy cảm thấy khó rồi đúng không? Ấy thì nói chung là cái mission này mình ngu lắm, mình không biết cách làm như nào đó. Cái gì thế, thằng kia chạy đâu rồi? Chỉ còn một cách là cho thằng kia chạy luôn qua bên kia thôi nhá. Rồi nó không chạy qua đây nữa các bạn. Trời ơi. Nhìn lên giấu. Quýt ngờ mình có bị dính gì không đây? Nếu mọi người mình bị dính cái gì đó là mệt lắm đó nha. Không dính gì hết vậy. Ê, thật không? Chỉ có cây gậy dính thôi. Không hiểu sao nhưng mà cái người mình không bị dính gì cả các bạn ơi. Tốt. Nhanh. Nói chung cũng không đủ thời gian nữa. Ý, thấy nó sao cái này dính dữ vậy? Giờ sao đây? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với mục tiêu tiếp theo ở trong hội học sinh nhá. Ok, rồi mình đã dụ được vô căn phòng này rồi các bạn ơi. Tấn công được chưa? Tấn công được rồi, yeah. Hơi khó một tí các bạn ơi. Rồi bây giờ mình chỉ cần giấu ở giữa phòng thôi là được rồi. Đấy, mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là Ryugoku ở trong họ học sinh luôn. Nói gì thì nói, mình vẫn thấy máy nghe nhạc là mạnh nhất các bạn ơi. Ấy, máy nghe nhạc đúng xịn luôn. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị đồ để trong đây, hơi quẹ mặt lên đi cho nó an toàn. Đúng là cái máy nghe nhạc xịn thật chứ. Cho mình xin lại cái radio. Nghe không ta? Nghe không? Ủa? Thất bại rồi các bạn ơi, mình quên mất là hội sinh nó sẽ vào phòng này. Thất bại rồi. Nói chung là cái này mình chỉ cần để sơ hở một cái thôi là chắc chắn là thất bại luôn, khó lắm. Đợi tí nào. Đi chỗ khác đi. Dù sao cũng thất bại rồi, đâu còn làm gì được nữa đâu. Con kia chưa đi chỗ khác nữa. Trước khi mà đến nhiệm vụ thứ hai thì mình sẽ đến gốc cây này mà cho các bạn xem một điều rất là tuyệt vời nhá.
Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đứng dưới gốc cây có hiện chữ standby, xong rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm nút Z 10 lần nhé. Và bây giờ được bật bản debuff rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời đúng không? Ông muốn cái gì? Dạ đi đi đi. Ông muốn cái gì? Tôi hỏi thật là ông muốn cái gì? Cái này là lần thứ 3 ông thay đổi cái hệ thống đó rồi đó các bạn, mình cũng không hiểu tại sao luôn. Ông muốn làm gì? Rồi, để mình giải thích cái nhiệm vụ thứ hai này á. Nhiệm vụ thứ hai này chúng ta sẽ tìm cách để mà đổ tội cho Raibaru. Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Raibaru đâu ta? Thường á, nếu mà sử dụng cái bản debuff này nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nhưng mà chắc là mình sẽ không sử dụng đâu các bạn. Rồi. What do you need? Hiện tại mình đang có 100 cái bounty. Chắc mình đã sử dụng rồi hay sao? Mình cũng không biết nữa. Rồi, trước hết là mình sẽ loại bỏ Osana. Để mà đổ tội được cho Raibaru phải loại bỏ Osana thôi các bạn ơi, hết cách rồi. Đâu rồi nhỉ? Hay là khoan nữa. Vậy cũng không được các bạn, nói chung là khó lắm. Mình phải tách rời Osana với Raibaru ra trước cái đó thì mới làm được. Hello Osana. Burst. Rồi. What? Ok, xem nào. Rất là chuẩn luôn các bạn ơi. Gì đây? Must be fan student first là sao? Must be fan student first là sao? Mình không hiểu cái này, cho lắm thử nhấn nha các bạn. Không nhấn được à. Thì thôi, nói chung là chúng ta đã hoàn thành được cái mà loại bỏ Osata rồi. Bây giờ sẽ đợi qua ngày hôm sau nha các bạn. Ok, rồi đã đến được ngày hôm sau rồi các bạn ơi. Bây giờ thì kế hoạch của mình đơn giản lắm, mình đã thiết lập cái cây này ở đây rồi đúng không? Các bạn đợi chút nhé. Mình đã thiết cập cái cây đó ở đó rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi kết bạn với lại Raibaru. Hy vọng là được các bạn ơi. Mình nhớ là sau khi mà Osana không còn trên trái đất này nữa thì mình nghĩ là Raibaru sẽ kết bạn với mình á, là fan mình. Rồi, Raibaru đâu? Kia rồi các bạn ơi. Chắc bây giờ chắc không muốn nói chuyện với ai đúng không? Ok, nhận được tag là ngon rồi ấy. 27 nào. Thì muốn kết bạn với Raibaru phải lên đây lấy sách nha các bạn. Mình nghĩ sẽ có những bạn chưa biết. Hy vọng là không ai vào căn phòng đó nhá. Có vẻ ngon rồi các bạn ơi. Đây mình không biết cách nào khác nữa, mình chỉ biết cách này thôi à. Nếu mà Raibaru chịu đi theo mình mới được nhá, còn không là thua ấy. Follow me. Theo luôn các bạn ơi. Nói chung là bây giờ Raibaru yếu lắm rồi. Nào. Mình đeo cái găng tay này thì chắc là sẽ không sao đâu. Ôi, bạn kia đừng có vô đây nhé. Raibaru sẽ vô đây xong rồi phát hiện ra cái đó. Đấy, đấy xong rồi Raibaru sẽ nhặt lên nhé các bạn. Nhặt lên đi. Đúng rồi, nhặt lên. Mình nghĩ chắc là Raibaru sẽ nhặt lên các bạn ơi, nhặt lên xong rồi đem trả lại chỗ cũ và sẽ in dấu vân tay lên. Đúng rồi, yay. Nói chung là chúng ta đã thành công được một nửa rồi ấy. Không được phép thất bại nha, cái này là thử thách một lần. Mình chỉ làm đúng một lần thôi, thất bại cái là xong luôn. Cái phòng đó là chắc là sẽ không ai vào nữa đâu. Sau khi mà Raibaru cất xong cái đó rồi á, thì sẽ không ai vào nữa. Nếu mà mình dùng cái gậy mà có dấu vân tay của Raibaru để đập vào Raibaru thì chuyện gì xảy ra thôi. Rất khó nói. Mình cần phải tìm ai đó đã. Kurire đi, kết bạn đúng không ta? Đây, sẵn tiện kết bạn luôn nhớ bạn. Rồi. Mình sẽ dụ Kurire vào trong căn phòng đó. Đi. Mình nghĩ chắc là Raibaru đã trả xong cái dụng cụ về phòng rồi đấy. Không, nhanh lên nào Raibaru. Rồi, Raibaru đi chỗ khác được rồi đó. Raibaru hết công việc ở đây rồi. Giờ đây chơi nào. Chắc là không ai vào đây đâu. Rồi. Không có dấu vân tay gì hết đúng không? Ok, bây giờ mình đã hoàn thành rồi các bạn. Chúng ta chỉ cần đi dục cái găng tay mà thôi. Dính người không dính gì hết đúng không? Dính người hình như không dính gì hết các bạn ơi. Dục găng tay như thế nào đây? Hình như là găng tay này không bị gì hết cho nên đâu có dục được đâu đúng không? Không tháo được các bạn ơi. Kỳ thế.
Chắc là găng tay không dính gì hết cho nên không tháo được cái vũ khí đó sao mà nó tiện lợi thế nhở. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi xem kết quả như thế nào nhá. Rồi xong ngồi vào ghế là sẽ có kết quả luôn. Đừng có ai phát hiện ra mình nhá, tại vì rõ ràng là mình không có làm gì hết á. Cảnh sát đến trường. Đúng rồi. Udere. Ê. What? Thất bại rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta đến đến nhiệm vụ tiếp theo nhá. Bởi vì đã không tiêu diệt được Raibaru rồi cho nên là mình sẽ tìm cách thử bắt Raibaru về xem. Bây giờ Raibaru đang rất là yếu các bạn ơi. Biết đâu mình sẽ bắt về được thì sao. Còn không được thì thôi. Nói chung là thử thách này chỉ làm đúng một lần thôi, thất bại thì thôi. Raibaru đến đây nào, nhanh lên. Ok, Raibaru đang đi theo mình rồi. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là mình sẽ không kịp đâu. Rồi, vào luôn. Nhưng mà có vẻ hơi khó đây. Rồi rồi rồi. Quá chiến không được à. Raibaru vẫn rất là mạnh các bạn ơi, mặc dù đã gọi là thất tình rồi. Gì thất bại liên tục thế. Vâng, và bây giờ là chúng ta sẽ đến nhiệm vụ cuối cùng. Đó chính là nhiệm vụ tiêu diệt Nemesis. Lần trước là trong video trước là có một số bạn đã chỉ cho mình cách. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử nhé. Ơi, vào nào. Mình sẽ đứng ngoài đây để đợi Hunter đến trường luôn nhé. Có một vài bạn hơi bị hiểu nhầm một cái là trong cái tập mission lần trước á, mình đã chỉnh là không thể nào kêu được Hunter nhé. Cho nên là các bạn hỏi tại sao mình lại không kêu Hunter đi để cho nó dễ làm nhiệm vụ thì không có nhá. Mình đã chỉnh là không thể tiêu diệt được Hunter rồi. Cho nên là không thể nào mà tiêu diệt được nhá. Được dễ vậy thôi. Bây giờ đợi xem là Hunter có đến trường bằng đường này hay không. Đột nhiên xuất hiện trong trường. Cũng có một vài bạn viết cho mình cốt truyện ngoài lề về Hunter nữa. Rất là cảm ơn các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đứng đây đợi. Hunter xuất hiện từ trong trường à. Mình cứ tưởng là Hunter xuất hiện từ bên ngoài chứ. Được rồi, bây giờ mình sẽ dụ Hunter đi theo mình nhé. Cái cách mà các bạn chỉ cho mình rất là đơn giản luôn. Phòng nào cũng được hết, miễn là có cửa là được. Thử phòng này nhé. Nếu được mình muốn chọn phòng nào không bị phát hiện cơ. Không bị những người khác phát hiện. Nhưng mà thôi kệ, chắc cũng không sao đâu. Nói chung là nhiệm vụ của mình chỉ là tiêu diệt Hunter mà thôi. Hunter. Lâu thế. Mình cứ tưởng là bị kẹt vô trong tường rồi chứ. Rồi rồi rồi, chỉ cần Hunter mở cửa ra là được nhá. Đây nè. Đây nè. Take. Vậy. Kỳ thế. No. Thất bại. Thất bại các bạn ơi. Ok, đây chính là thử thách một lần cho nên mình chỉ làm một lần một thôi, thất bại thì thôi chứ. Các bạn chỉ cho mình là đợi Hunter mở cửa đi vào xong rồi là đâm, nhưng mà mình nghĩ là chắc là không được rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn còn muốn mình làm những thử thách nào khác thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Mình phải nói trước luôn là có một vài cái thử thách vẫn chưa thể làm được. Một là tiêu diệt hiệu trưởng, hai là gửi thư tình cho senpai. Những cái đó thì vẫn chưa làm được nha các bạn. Rồi, nếu các bạn thích video này hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn là người mới, và đừng quên lấy quốc vô để nhận được những thông báo mới nhất đến từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.